sitting by my curb in that little piece of the middle. Chúng ta còn chỗ nhiều hơn đây. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, tâm tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Thank you.
con xin đọc lời nguyện chúc lành, và khi con đọc con cũng xin mời tất cả cộng đoàn cùng hiệp ý với con. Lạy Chúa, xin chúc lành và nhận lấy thiện chí của các anh chị em đây, những người đã sẵn sàng phục vụ trong tác vụ dạy giáo lý, Việt ngữ, huynh trưởng thiếu nhi. Xin Chúa gia tăng sức mạnh cho họ bằng ân sủng của Chúa, để họ luôn trung thành trong sứ vụ mà Chúa giao phó, làm chứng nhân tình yêu trong cuộc sống qua sự giảng dạy bằng lời nói và gương sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa các giảng viên giáo lý, các thầy cô và các huynh trưởng, thay mặt Đức Giáo hội Giáo phận Orange, cha bổ nhiệm các giảng viên, các thầy cô, các huynh trưởng chính thức trong chức vụ của mình trong niên khóa 2019 và 2020. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cũng mở lòng lòng bảo đại của mọi người trong cộng đoàn, để mọi người biết quản lý của cải Chúa cho ban, sống rộng rãi trong các cái, chia sẻ và phục vụ mọi người trong yêu thương và khiêm nhường. Chúng ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin đón nhận ý nguyện chúng con dâng và xin ban chúng con được đẹp lòng Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
I just heard God calling me to give Him a chance, and so I'm here to serve Him and to learn how to love Him and others better. I'm with that one on. I'm doing a video for Chuck. Very nice. Okay. Yeah. Đi như thế nào? Ba xe. Dạ đúng rồi, một xe 5 người hả? 2 người trên, 3 người dưới. Rồi, thôi chú chúc lành nha. Có cái cuốn sách mà con nè, con nhớ rồi, lại quên nói. Có cái cuốn sách mà The Big Girl's Life, The History of the có nguyên cái bóng luôn. Yeah.